Men vi sinh và men tiêu hóa có giống nhau hay không? Xin chào các bạn thân mến, tôi là dược sĩ tư vấn sức khỏe. Có bao giờ bạn tự hỏi men vi sinh và men tiêu hóa là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe nói đến men vi sinh và men tiêu hóa, đặc biệt là khi gặp các vấn đề về hệ tiêu hóa như là đau bụng, khó tiêu, đầy bụng, táo bón hay là tiêu chảy. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về sự khác biệt giữa hai loại men này và có thể sử dụng chúng không đúng cách. Vì vậy, trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ lưỡng về hai loại men này. Chúng là gì? Chức năng của chúng trong cơ thể là như thế nào? Và khi nào nên sử dụng men vi sinh và khi nào nên sử dụng men tiêu hóa? Và phần cuối là những lưu ý khi sử dụng để đạt hiệu quả cao nhất mà không gặp các tác dụng phụ không mong muốn. Hãy cùng tôi khám phá ngay sau đây! Trước hết thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về men vi sinh. Vậy men vi sinh là gì? Nói đơn giản, men vi sinh là các vi khuẩn có lợi sống trong đường ruột của chúng ta. Chúng ta có thể coi hệ sinh vật này như một cộng đồng sinh học sống trong cơ thể với hàng tỷ các sinh vật khác nhau. Những sinh vật này không chỉ tồn tại thụ động mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình tiêu hóa. Chúng giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh trong đường ruột, bảo vệ cơ thể khỏi các vi khuẩn gây hại và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Men vi sinh thường được biết đến qua các sản phẩm như là sữa chua hoặc các sản phẩm lên men hay là các sản phẩm bổ sung probiotic. Những vi sinh vật phổ biến trong các sản phẩm này là lactobacillus hoặc là bifidobacterium. Các loại vi khuẩn này giúp lên men đường trong thực phẩm, tạo ra axit lactic, đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại. Ngoài việc hỗ trợ tiêu hóa thì men vi sinh còn có vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung men vi sinh có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường ruột, ngăn ngừa tiêu chảy và thậm chí có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tự miễn. Một điểm đặc biệt của men vi sinh là chúng có khả năng tái tạo và phục hồi hệ vi sinh vật đường ruột sau khi bị tổn thương, ví dụ như sau khi sử dụng kháng sinh dài ngày. Khi sử dụng kháng sinh dài ngày thì kháng sinh không chỉ tiêu diệt những vi khuẩn gây bệnh mà còn tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi trong ruột, gây ra sự mất cân bằng hệ vi sinh. Vì vậy, việc bổ sung men vi sinh là cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong các trường hợp sử dụng kháng sinh kéo dài hoặc khi gặp các vấn đề tiêu hóa mãn tính. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về men tiêu hóa. Trái ngược với men vi sinh, men tiêu hóa không phải là vi khuẩn. Thay vào đó, men tiêu hóa là các enzyme được cơ thể sản xuất ra để phân giải thức ăn thành những phân tử nhỏ hơn mà cơ thể có thể hấp thụ được. Các enzyme tiêu hóa này chủ yếu được sản xuất tại tuyến tụy, dạ dày và ruột non. Chúng bao gồm nhiều loại enzyme khác nhau, mỗi loại có chức năng phân giải một nhóm chất dinh dưỡng, ví dụ như amylase. Đây là enzyme giúp phân giải tinh bột thành đường đơn giản. Amylase có mặt cả trong nước bọt này và dịch tụy. Protease, enzyme này sẽ giúp phân giải protein thành các axit amin. Protease chủ yếu được tiết ra từ dạ dày dưới dạng pepsin và tuyến tụy. Lipase, đây là enzyme giúp phân giải các chất béo thành axit béo và glycerol, được tiết ra chủ yếu từ tuyến tụy. Men tiêu hóa có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình tiêu hóa thức ăn. Khi chúng ta ăn thì thức ăn sẽ không thể được hấp thu trực tiếp vào máu mà phải trải qua quá trình tiêu hóa để phân giải thành những phân tử nhỏ hơn. Nếu cơ thể thiếu hụt các enzyme tiêu hóa này, quá trình tiêu hóa sẽ bị gián đoạn, dẫn tới các triệu chứng như là đầy bụng, khó tiêu, đau bụng và các vấn đề khác về đường ruột. Men tiêu hóa thường được sử dụng dưới dạng các sản phẩm bổ sung, đặc biệt là trong trường hợp cơ thể không sản xuất đủ enzyme tiêu hóa tự nhiên. Điều này có thể xảy ra ở những người mắc các bệnh lý liên quan đến tuyến tụy hoặc là ở người già khi khả năng sản xuất enzyme của cơ thể bị suy giảm. Một điểm cần lưu ý là men tiêu hóa chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết. Vì việc bổ sung quá nhiều men tiêu hóa từ bên ngoài có thể làm cho tuyến tụy giảm sản xuất enzyme tự nhiên theo thời gian. Như chúng ta đã biết, men vi sinh và men tiêu hóa đều có vai trò hỗ trợ tiêu hóa, nhưng chúng hoạt động trong cơ thể theo cơ chế hoàn toàn khác nhau. Men vi sinh là những vi sinh vật sống, giúp duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Chúng không trực tiếp tham gia vào quá trình phân giải thức ăn, nhưng lại hỗ trợ tiêu hóa qua việc tạo ra môi trường thuận lợi cho quá trình tiêu hóa tự nhiên của cơ thể. Một số loại men vi sinh còn có khả năng kích thích cơ thể sản xuất ra enzyme tiêu hóa tự nhiên. Điều này có nghĩa là men vi sinh không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp cơ thể cải thiện khả năng tự tiêu hóa. Trái lại, men tiêu hóa là các enzyme được sản xuất tự nhiên trong cơ thể và chúng tham gia trực tiếp vào quá trình phân giải thức ăn.
Khi bạn ăn một bữa ăn chứa tinh bột, protein và chất béo, thì các enzyme tiêu hóa sẽ phân giải chúng thành những phân tử nhỏ hơn, giúp cho cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và hiệu quả. Vì vậy, có thể nói rằng men vi sinh có tác dụng gián tiếp hỗ trợ tiêu hóa, trong khi men tiêu hóa lại có tác dụng trực tiếp. Hai loại men này thì không thể thay thế lẫn nhau, nhưng chúng có thể bổ sung cho nhau để cải thiện sức khỏe tiêu hóa một cách toàn diện. Một câu hỏi rất quan trọng mà nhiều người đặt ra là khi nào chúng ta nên sử dụng men vi sinh và khi nào chúng ta nên sử dụng men tiêu hóa. Câu trả lời phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn và nhu cầu của mỗi người. Men vi sinh thường được khuyến cáo sử dụng trong các trường hợp mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, chẳng hạn như sau khi dùng kháng sinh dài ngày, hoặc là trong các bệnh lý như hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy do nhiễm khuẩn, táo bón mãn tính, hoặc là để tăng cường hệ miễn dịch. Nếu bạn thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa, hoặc nếu bạn sử dụng kháng sinh trong thời gian kéo dài, việc bổ sung men vi sinh có thể giúp khôi phục lại hệ vi sinh vật đường ruột, cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa mãn tính. Trong khi đó, men tiêu hóa được sử dụng khi cơ thể gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn, như trong trường hợp thiếu enzyme tiêu hóa tự nhiên, mắc các bệnh lý về tuyến tụy, hoặc khi có các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, buồn nôn sau khi ăn. Ví dụ, nếu bạn có các triệu chứng như đau bụng sau khi ăn, hoặc nếu bạn đã được chẩn đoán mắc các bệnh về tuyến tụy, thì bổ sung men tiêu hóa có thể giúp cải thiện tình trạng này và giúp cho bạn tiêu hóa thức ăn một cách hiệu quả hơn. Quan trọng là cả hai loại men này đều có thể được sử dụng đồng thời trong một số trường hợp. Ví dụ như nếu bạn đang bị tiêu chảy do sử dụng kháng sinh, bạn có thể bổ sung cả men vi sinh để khôi phục lại hệ vi sinh đường ruột và men tiêu hóa để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc bổ sung men vi sinh và men tiêu hóa cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo hiệu quả và an toàn. Không nên tự ý sử dụng mà không có chỉ dẫn cụ thể. Mặc dù cả men vi sinh và men tiêu hóa đều được coi là an toàn khi sử dụng, nhưng việc sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng chúng thì có thể gây ra một số tác dụng phụ. Đối với men vi sinh thì một số người có thể gặp phải tình trạng đầy hơi hoặc khó chịu dạ dày trong những ngày đầu sử dụng. Tình trạng này thường sẽ tự giảm đi sau vài ngày khi cơ thể đã quen với việc bổ sung men vi sinh. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng thì bạn nên ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế. Men tiêu hóa nếu được sử dụng quá liều hoặc không đúng cách có thể gây ra các vấn đề như là tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng hoặc là dị ứng. Việc lạm dụng men tiêu hóa trong thời gian dài có thể làm cho tuyến tụy giảm sản xuất enzyme tiêu hóa tự nhiên, dẫn tới sự phụ thuộc vào các sản phẩm bổ sung này. Ngoài ra thì một số người có thể bị dị ứng với các thành phần trong men tiêu hóa, đặc biệt là những người có tiền sử dị ứng với protein hoặc các thành phần khác trong sản phẩm. Do đó, điều quan trọng là luôn tuân thủ liều lượng và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, đồng thời tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ loại men nào, đặc biệt là nếu bạn có tình trạng sức khỏe đặc biệt hoặc đang sử dụng thuốc điều trị. Như chúng ta đã thấy, cả men vi sinh và men tiêu hóa đều có những vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải lúc nào cơ thể cũng sản xuất đủ enzyme tiêu hóa tự nhiên và hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta lúc nào cũng có thể bị mất cân bằng do nhiều yếu tố khác nhau như chế độ ăn uống không hợp lý, căng thẳng hoặc là sử dụng thuốc kháng sinh. Đó là lý do vì sao sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa như Amoma Enzyme Gold đã được ra đời nhằm cung cấp enzyme tiêu hóa cần thiết và bổ sung men vi sinh để duy trì sức khỏe đường ruột. Amoma Enzyme Gold là sản phẩm được nghiên cứu đặc biệt để hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả, nhất là trong những trường hợp cơ thể bị thiếu hụt enzyme tiêu hóa hoặc hệ vi sinh đường ruột bị mất cân bằng. Sản phẩm này có chứa các enzyme tiêu hóa như amylase, protease, lipase, giúp phân giải tinh bột, protein và chất béo, ba nhóm chất dinh dưỡng chính mà cơ thể cần hấp thu. Amoma Enzyme Gold chứa một loạt các thành phần như enzyme tiêu hóa, men vi sinh dạng bào tử, vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp hỗ trợ hấp thu chất dinh dưỡng, giảm rối loạn tiêu hóa, cải thiện sự thèm ăn và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Sản phẩm này sử dụng công nghệ enzyme tiêu hóa số 1 Nhật Bản trong hỗ trợ điều trị biếng ăn và chậm tăng cân. Công thức enzyme tiêu hóa độc quyền từ Nhật Bản hiệu quả đã được kiểm chứng qua 100 năm. Sản phẩm này được bào chế dưới dạng gói cốm có mùi vị vô cùng dễ chịu, phù hợp cho cả trẻ em và người lớn. Sản phẩm dễ dàng sử dụng, có thể phối hợp cùng các sản phẩm khác, nhất là sữa, để tăng tác dụng hấp thu dưỡng chất từ sữa.
Sử dụng Amomai Enzyme Gold không chỉ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn mà còn hỗ trợ hồi phục hệ vi sinh vật đường ruột, giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu và táo bón. Sản phẩm này rất hữu ích cho những người thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa hoặc những ai đang sử dụng kháng sinh dài ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện để cải thiện tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột, thì Amomai Enzyme Gold chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Với những thông tin vừa rồi, hy vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa men vi sinh và men tiêu hóa, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Việc kết hợp sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa như Amomai Enzyme Gold có thể giúp mang lại hiệu quả cao, giúp bạn duy trì sức khỏe toàn diện và phòng ngừa các vấn đề về tiêu hóa lâu dài. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến men vi sinh và men tiêu hóa, thì hãy để lại phần bình luận bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline để được tư vấn thêm. Đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.